nên là hai người ruột nhau Khang. Gia đình nhà cò. Gia đình nhà cò gồm có 4 thành viên. Phải không? Mới 5 giờ thôi. 5 giờ. Đố Khang giống chó ở cái linh vật này là chó gì? Cái đàn chó ở dưới à. Alaska là chó này. Alaska hả? Đâu? Đó, đó. À. Livecam quay mình quay livecam lại. Vẫy tay chào chưa? Ở dưới á. Cái gì? Ồ, quay đang quay mình á. Hello, how are you?
Ba cũng like cam luôn nè. Mấy cô nó mặc áo dài đẹp quá ha. Bay cao lắm rồi hả? Hai cái luôn hả? Đâu mất tiêu rồi, ba tao thấy đâu. Cao lắm rồi, đúng rồi. Thấy bà không? Thấy bà không? Hello. Tắt đi con, không tắt. Ba quay ở dưới nhiều lắm không? Nhiều lắm rồi. Quay bây giờ lâu lắm rồi. Tắt đi con. Đi ra khỏi này xíu. Đúng rồi, đúng rồi, nó là cái flycam. Tắt đi con. Ơi. Tắt đi, không bay bậy rồi đó. Ôi, kìa. Trời, không chịu tắt hết trơn.